Kinh cầu xin ơn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ôi Thánh do an phao lô, từ cửa sổ thiên đường, xin Ngài chúc lành cho chúng con, xin ngài chung lành cho giao hội mà ngài từng yêu thương phùng vô và hương dân từng can đảm dân đưa giao hội theo những đường lối của chúa để đem chúa Giêsu đến với mọi người và đưa mọi người về với chúa Giêsu Xin Ngài chung lành cho rơi tre Là những người mà Ngài từng yêu quý Xin dùm họ sống là những ước mơ Xin dùm họ dám nhìn lên cao Để tìm thấy ánh sáng chiếu soi những con đường sư sông Ở trên trái đất này Xin Ngài chung lành cho các gia đình Cho từng gia đình Ngài từng khuyên cao chúng con về sự tấn công của sa đối với tia sáng linh thiêng quy ra và không thể thiêu mà Thiên Chúa đã thăm lên ở màn đân. Ôi thanh do an Phaolô nhờ lời cầu khẩn của Ngài, xin Ngài gìn giữ gia đình và mọi sự sống đang nảy nở từ gia đình xin ngài cầu cho toàn thế giới vì nó vẫn đầy dây càng bên tinh của sự căng thẳng chiến tranh và bân công Ngài từng giải quyết chiến tranh bằng con đường đôi thoại Và gieo các hạt giống yêu thương Xin cầu cho chúng con Để có thể trở nên những người gieo giống không mệt mỏi Ôi thanh do An -phao -lô, Từ cửa sổ thiên đường Là nơi chúng con thấy Ngài ở bên Đức Maria xin đổ cang ơn lành của chúa xuống trên chúng con amen